Bếp Mẹ Tôm xin chào các bạn. Chè bưởi là một món ăn vặt được rất nhiều người yêu thích bởi vì hương thơm này, vị dai giòn của cùi bưởi kết hợp cùng với đường thốt nốt và mùi thơm của cốt dừa. Và món này thì phù hợp với mọi thời tiết này. Mùa hè thì chúng ta có thể cho thêm đá vào ăn cùng. Mùa đông thì chúng ta có thể ăn ấm nóng cũng đều rất là thơm ngon. Và hôm nay thì hãy cùng Bếp Mẹ Tôm vào bếp để làm món chè bưởi này cực kỳ đơn giản tại nhà nhé. Đầu tiên thì về phần nguyên liệu không thể thiếu được đó là cùi bưởi. Ở đây mình sử dụng là cùi bưởi da xanh. Nếu như để ngon nhất thì các bạn lựa chọn những cùi bưởi mà quả không quá già và phần cùi của nó dày, sẽ giúp cho phần cùi của chúng ta không bị sơ này và sẽ giòn ngon hơn nhé. Phần cùi này thì chúng ta sẽ gọt hết tất cả các phần màu xanh bên ngoài để giúp cho cùi của chúng ta không bị đắng. Và chúng ta cũng sẽ gọt hết cái lớp sơ ở bên trong để giúp cho phần cùi của chúng ta không bị sơ và nó sẽ giòn ngon hơn. Sau khi mà chúng ta gọt xong thì chúng ta sẽ cắt bưởi. Ở phần cắt này thì các bạn có thể cắt tùy theo cái sở thích. Ở đây mình thích ăn cái phần cùi bưởi giòn sật sật và to nên là mình cắt to. Còn nếu không các bạn có thể cắt bằng một đốt ngón tay nhé. Có rất là nhiều cách sơ chế cùi bưởi khác nhau. Nói chung cách nào thì cũng mục đích là để loại bỏ cái phần đắng ở cùi bưởi và giúp cho phần cùi bưởi của chúng ta không còn một cái hương vị gì cả trước khi chế biến thành chè. Mình thì hay bóp cùi bưởi cùng với một lạng muối và mình sẽ bóp liên tục này. Sau đó mình sẽ xả cùng với nước khoảng 20 đến 30 lần để cho cái phần bưởi của chúng ta không còn vị mặn này cũng như không còn vị đắng. Mình sử dụng chính cái túi lưới màu xanh bên ngoài quả bưởi da xanh ấy để mình bóp cái phần cùi bưởi này, rất là tiện luôn, không bị đau tay cũng như là cái bưởi của chúng ta rất là khô kiệt luôn ạ. Sau khi mà cùi bưởi của chúng ta đã bóp kiệt này và đã không còn vị nữa thì mình sẽ cho vào đây một chút nước cho làm sao mà bưởi của chúng ta thấm vừa đều và mình sẽ ướp cùng với đường nâu Hàn Quốc. Ở đường nâu này thì mình sẽ ướp khoảng 2 đến 3 thìa canh. Cái việc ướp đường nâu thì sẽ giúp cho bưởi của chúng ta vừa có vị ngọt lại vừa có màu sắc rất là đẹp mắt. Sau khi ướp xong cho đường tan thì mình sẽ đem sên ở trên bếp cho đến khi mà cái phần cùi bưởi này nó có hơi nước bốc lên, tức là nóng rồi ấy. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng 3 đến 4 thìa bột năng để mình áo xung quanh các cái phần cùi bưởi này. Cái phần bột năng này nếu như các bạn thích ăn mà nó dai giòn thì các bạn cho nhiều bột năng để cho nó áo nhiều lên cái phần cùi bưởi. Hoặc nếu không thì các bạn cứ áo đến khi nào mà tất cả các cái phần xung quanh cùi bưởi của chúng ta ấy, nó được bọc trọn vẹn bởi cái bột năng này là được nhé. Mình đem đun một nồi nước khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước. Và khi mà sôi thì mình sẽ cho cái phần cùi bưởi vào. Bên ngoài mình đã chuẩn bị sẵn một chậu nước sạch có đá. Và sau khi cái phần cùi bưởi này của chúng ta chín, nó sẽ nổi hoàn toàn trên mặt nước, thì mình sẽ vớt cùi bưởi ra và mình chút nhanh vào cái phần âu đá này. Đây chính là cái bí quyết để giúp cho cái phần cùi bưởi của chúng ta giòn hơn nhé. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây một ít lá nếp cùng với đường thốt nốt. Đặc biệt là chè bưởi rất là hợp với đường thốt nốt, có mùi thơm và có vị ngọt nhẹ. Và lá nếp thì sẽ giúp cho cái phần chè bưởi của chúng ta dậy mùi hơn. Trong lúc này thì mình sẽ đem đi đồ cái phần đỗ xanh mình đã chuẩn bị trước đó. Cái đỗ xanh này thì mình sẽ đồ mà cho nó chín tới này, không bị nát, vẫn còn nguyên cái hạt đỗ. Và khi mà chúng ta kiểm tra thì nó sẽ bở tơi luôn ạ. Thì sẽ giúp cho chè của chúng ta vừa đẹp mắt mà lại vừa ngon, bùi. Cái hỗn hợp nước thì chúng ta nhớ pha vào một chút bột năng với nước lọc ở bên ngoài và mình sẽ đảo đều này đến khi cái hỗn hợp của mình sánh đạt như mong muốn thì thôi nhé. Và trong lúc chờ đợi thì mình nhớ đi làm phần nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì mình cũng làm tương tự, mình sẽ pha nước cốt dừa cùng với một chút bột năng để cho cái phần cốt dừa của chúng ta có cái độ sánh nhất định nhé. Sẽ giúp cho cái phần chè của chúng ta ngon này và định hình đẹp hơn. Chúc các bạn thành công. Nhớ bấm theo dõi kênh Bếp Mẹ Tôm để cập nhật nhiều món ăn ngon hơn nhé.